Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiến Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn top 5 đồng coin free và chúng ta có thể claim miễn phí hàng ngày. Đây là top 5 những đồng coin chất lượng nhất và tiềm năng nhất mà mình muốn gửi tới cho các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ gửi tới cho các bạn cái phần Gen Focus. Ở đây thì chúng ta sẽ nhận được cái coin Gen miễn phí. Mỗi ngày thì ta sẽ đăng nhập vào và nhận cái coin Gen này miễn phí này. Đây thì mình sẽ đăng nhập vào nhé. Đây. Cái đồng coin Gen này thì nó đã được list ở trên rất là nhiều sàn. Tiêu biểu đó chính là sàn Binance. Các bạn có thể sử dụng ví của sàn Binance ở thằng coin Gen này để có thể claim. Các bạn điền ví vào. Đây chính là ví của sàn Binance mình lấy ở trên sàn Binance này. Và sau đây các bạn kéo captcha cho nó khớp hình. Sau đây các bạn claim cái token. Thì chúng ta sẽ nhận được cái token, nó sẽ gửi vào địa chỉ mà chúng ta đã vừa claim. Thì ở đây thì có những cái chính sách rất là hay khi mà các bạn claim hàng ngày ấy, thì số lượng token mà chúng ta nhận được, số lượng coin mà chúng ta nhận được sẽ tăng lên. Ví dụ ngày 2 chúng ta sẽ tăng lên là 1.4 này, ngày thứ 3 là 1.6 và ngày thứ 4 là 1.8. Đến ngày thứ 5 thì chúng ta sẽ nhận được gấp đôi số lượng token, số lượng coin mà chúng ta claim. Đấy. Các bạn claim đều đặn để có thể nhân đôi và nhận thêm bonus từ chương trình của cái Gen token này nhá. Đấy, bình thường thì chúng ta sẽ nhận được 60.000 Satoshi ở vị trí là 0.0006 cái coin Gen này nhá. Coin Gen nó được list ở CoinMakerCap, các bạn có thể kiểm tra ở trên cái CoinMakerCap này. Đây. Đây, Horizon. Đây các bạn có thể kiểm tra và xem giá trị của nó đang rất là cao, hiện tại là 3.37 đô cho một cái coin Gen này nhá. Đấy, các cái sàn list cái coin Gen thì bạn có thể check ở trên CoinMakerCap luôn. Đây là một chương trình rất là hấp dẫn. Mặc dù là số lượng mà chúng ta co claim không nhiều, nhưng mà mỗi ngày chúng ta có thể tích lũy được một ít và số lượng nó sẽ được tặng lên bonus rất là nhiều khi chúng ta claim đều này. Ngoài ra thì các bạn có thể ấn vào phần Rapper để có thể giới thiệu thêm bạn bè cũng như là những người đăng ký sử dụng khác để chúng ta có thể nhận được thêm cái bonus từ những người chúng ta giới thiệu và lên tới là 1 Gen. Ok, tiếp theo đồng coin thứ hai mà mình muốn giới thiệu đây là chính là Bitter.one. Đây là một cái đồng coin cũng rất là uy tín và hứa hẹn nó sẽ rất là tiềm năng, giá trị rất là cao. Ở đây thì mình đã đăng nhập vào, mỗi ngày thì chúng ta đều có thể vào được cái phần Get Bitter này và chúng ta sẽ, ở đây thì không phải là mỗi ngày nhưng mà mỗi 2 tiếng thì các bạn sẽ vào claim được cái coin này một lần. Các bạn nhấn vào Get Your Bitter thì bạn sẽ nhận được cái số lượng token BTR này. Ở đây thì mình nhận được 0.005 BTR. Ok. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng cái phần chơi DAI, tức là cái chơi bet này để có thể tăng thêm. Ở đây thì nó có cái trò chơi này. Đấy, chúng ta đặt cược này và chúng ta nhấn bet high hoặc bet low để có thể tham gia vào trò chơi. Các bạn có thể đặt cược là cao hoặc là thấp để chúng ta có thể đặt tăng cái số lượng BTR của mình lên nhé. Đấy, thì các bạn sẽ nhận được cái số lượng BTR tùy vào cái phần chơi của bạn, tùy vào số lượng đặt của bạn. Đấy, mỗi 2 giờ thì chúng ta sẽ vào phần Get Bitter để có thể claim cái token này. Và đây là một cái chương trình cũng rất là hấp dẫn và uy tín, hứa hẹn nó sẽ list ở trên sàn Lab Token nha các bạn. Đấy. Cái đồng coin thứ ba mình muốn giới thiệu đến cho các bạn chính là coinclam.io. Đây cũng là một chương trình cũng rất là hấp dẫn. Các bạn đăng nhập vào này. Đây. Các bạn đăng nhập vào và nó sẽ có khá là nhiều nhiệm vụ đa dạng để các bạn có thể làm. Ở đây thì mình sẽ phải xác nhận cái email.
Đấy, các bạn sẽ click vào phần xác nhận để có thể truy cập vào. Ok, ở đây thì các bạn sẽ ấn vào phần Daily Task này, tức là nhiệm vụ hàng ngày. Chúng ta sẽ có các nhiệm vụ để có thể làm mỗi ngày, chúng ta vào claim một lần. Ok, ở đây claim thì các bạn sẽ nhận được thêm 5 token. Ở đây tổng số lượng token các bạn có thể xem ở cái phần my info ở đâu nhỉ? Deadbot xem nào. Đây, số lượng token mà mình đang có là 30 cái CLM này nhá. Các bạn cố gắng mỗi ngày vào claim cái nhiệm vụ, các cái nhiệm vụ ở đây cũng rất là đơn giản thôi, không có gì là phức tạp cả. Để chúng ta có thể claim cái token nhận thưởng đấy. Wow, ở đây mình cũng có khá là nhiều cái phần nhận thưởng mà mình chưa claim hết này. Ok, mình xem cái số lượng của mình nào. Ủa, thế cái phần số dư của mình đâu nhỉ? Đây, các bạn có thể thấy là số lượng token mà mình nhận được này. To unlock này, token is worth to you 100 này, ok. Không biết là cái kiểm tra cái phần số dư của chúng ta ở đâu nhỉ? Ở đây, các bạn có thể thấy là nó đã cộng cái token cho mình. Đây là mình đang có 830 cái coin CLM. Đây là một cái chương trình cũng khá là hấp dẫn, các bạn có thể tham gia và tìm hiểu ở cái phần của thằng này nhé. Đấy, mỗi ngày chúng ta có thể vào làm các nhiệm vụ hàng ngày này, daily task này, rất là nhiều nhiệm vụ để chúng ta có thể nhận được thêm cái coin có ký hiệu là CLM này. Đây là một chương trình hứa hẹn cũng sẽ rất là uy tín và rất là tiềm năng. Tiếp theo nữa, đồng coin thứ tư mà mình muốn giới thiệu mà nó sẽ để chúng ta có thể claim hàng ngày để chúng ta được cái size B size. Đây thì chúng ta sẽ login vào nhá. Đây thì mình sẽ login bằng tài khoản. Đấy, sau đây các bạn login. Đấy, login succeed này. Và các bạn truy cập được vào cái size của nó thì các bạn ấn vào phần claim B-size. Đấy, thì các bạn sẽ nhận được số lượng là 150 B-size. Mỗi ngày chúng ta có thể vào claim một lần và các bạn sẽ nhận được 150 B-size. Các bạn có thể để ý ở phần wallet của bạn này. Ở đây thì mình đang có 19.000 token và min withdraw của nó là 10.000 token nhé. Đủ 10.000 token thì các bạn có thể rút về ví mẹ Ether Wallet của các bạn. Hiện tại thì cái token này nó đã được giao dịch và trao đổi, thế nên các bạn yên tâm để có thể tham gia vào chương trình của cái thằng này nhé. Ngoài ra thì các bạn có thể giới thiệu đến bạn bè cũng như là những người đăng ký sử dụng khác để có thể nhận thêm số lượng B-Sai. Mỗi một lần giới thiệu các bạn sẽ nhận được 5 B-Sai coin. Ok, đấy, các bạn có thể kiểm tra ở cái phần withdraw BCS. Ở đây thì mình cũng đã rút rất là nhiều lần rồi. Vào thứ hai mỗi tuần thì chúng ta sẽ được là request lệnh rút và tối thiểu mà các bạn có thể rút là 10.000 token nhá. Ok, tiếp theo và cái size cuối cùng cũng là cái size cuối cùng trong top 5 size claim coin miễn phí hàng ngày. Đấy thì mình sẽ giới thiệu đấy chính là snowtoken.io. Đây các bạn đăng nhập bằng địa chỉ ví MyEther Wallet của các bạn nha. Đây thì mình sẽ sử dụng một cái ví của mình để đăng nhập vào. Đây chính là địa chỉ ví của mình. Ok, các bạn tích vào đây và điền mật khẩu. Đây các bạn. Sau đây ăn enter nó lên và truy cập vào. Đây chính là cái giao diện của website. Hiện tại thì mình đang có 20 Snow Token. Vậy thì claim ở đâu và sẽ là như thế nào? Chúng ta sẽ ấn vào phần Daily Airdrop, tức là airdrop hàng ngày. Nó sẽ ra cái giao diện như thế này và chúng ta sẽ ấn vào phần tức là người máy để continue to claim Snow này. Ok, đây chính là cái giao diện để chúng ta có thể roll. Các bạn roll để có thể quay thưởng nhé. Ví dụ như nó quay vào 1821 cho đến 7910 thì các bạn sẽ nhận được 0.9 token.
Còn các bạn quay được vào ô 10.000 token thì các bạn sẽ nhận được 900 cái Snap. Ok, mình sẽ roll, hy vọng là sẽ nhận được 90 token thôi, hoặc là 9 token cũng được. Đây thì mình nhận được 4.5 Snap và nó sẽ cộng cho mình vào đấy. Hiện tại mình đã có 24 cái token Snap nhá. Đấy, ngoài ra thì các bạn có thể tham gia vào phần Vigisite để kiếm token và spend Snow. Đấy, cái này thì các bạn tự tham khảo thêm ở cái phần này, đăng ký site và claim mỗi ngày. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu xong cho các bạn về 5 site claim coin miễn phí, uy tín, tiềm năng và chất lượng nhất trong năm 2019. Các bạn cố gắng để có thể tham khảo cũng như là tích lũy cho mình, tạo ra nguồn thu nhập thụ động từ những cái site này. Những cái site này đều là những cái site được tuyển chọn và mình đánh giá cao nhất trong tất cả những cái site. Đấy, những gì thắc mắc không hiểu các bạn comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Sư Phụ. Hãy nhớ để lại một đăng ký, comment, chia sẻ kiến đóng góp của bạn để giúp cho channel phát triển hơn nữa. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.